Nghệ sĩ ưu tú cải lương Ngọc Huyền, cuộc sống viên mãn ở tuổi Ngũ Tuần. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn, trong một gia đình gốc Bắc. Cha Ngọc Huyền là kiến trúc sư gốc Hà Nội, mẹ nguyên quán Hà Tây, nhưng vì sinh ra tại Sài Gòn nên cô nói giọng Nam và thấm nhuần văn hóa Nam Bộ, từ đó nảy sinh đam mê với nghệ thuật cải lương. Gia đình Ngọc Huyền không ai theo nghiệp nghệ thuật, nhưng riêng cô lại đam mê ca hát, diễn xuất. Dù không phải là con nhà nòi, sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, nhưng Ngọc Huyền cũng may mắn, được sự ủng hộ và truyền cảm hứng từ mẹ. Thêm nữa, cô còn được nghệ sĩ danh tiếng Minh Cảnh hỗ trợ trong bước đầu sự nghiệp. Mới 14 tuổi, Ngọc Huyền đã bước lên sân khấu và liên tiếp gặt hái thành công. Người thầy lớn nhất của Ngọc Huyền là nghệ sĩ Bạch Mai. Cô luôn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với thầy. Khi biết nghệ sĩ Bạch Mai qua đời vì Covid-19, Ngọc Huyền đã mau chóng sắp xếp công việc để về nước. Tại chương trình Ký ức vui vẻ, cô còn bật khóc khi nhớ về người thầy của mình. Năm 1985, Ngọc Huyền mới 15 tuổi, đã được hát trên sân khấu Thanh Nga, với tuần đầu tiên là Những Đêm Trăn Trở. Trong thời gian từ năm 1985 đến năm 1989, Ngọc Huyền được học cách hát tuồng tàu qua các vở tuồng kinh điển. Sau khi gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cô được đào tạo hát hồ quán. Tiếp đó, Ngọc Huyền được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chỉ dạy, nên phát triển tài năng vượt trội, diễn thành công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ hồ quán đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Cô trở thành nghệ sĩ cải lương nổi bật nhất giai đoạn thập niên 90. Vì quá nổi tiếng nên từ cải lương, Ngọc Huyền lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh vào năm 1992. Ngọc Huyền cũng được xem là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa và được khán giả ái mộ là nữ hoàng Chi Bảo Video. Ngọc Huyền cũng là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001. Cuối năm 2002, Ngọc Huyền tổ chức live show Mãi Mãi Ước Mơ tại Nhà hát Hòa Bình ở thành phố Hồ Chí Minh trong 3 đêm liền, thu hút hơn 5.000 khán giả tới. Đây là thành công vượt bậc của nghệ sĩ cải lương trong giai đoạn nghệ thuật này đang phai tàn. Về live show này, giáo sư Trần Văn Khê nhận xét, qua chương trình này, cải lương đã bứt phá ra ngoài những khuôn mẫu cũ để tiếp cận với giới trẻ bằng hơi thở, nhịp sống của thời đại, nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc, truyền cảm, trữ tình của sân khấu truyền thống. Ngọc Huyền là một trong những nghệ sĩ cải lương hoạt động thành công ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Trong những ngày đầu tiên sang Mỹ, Ngọc Huyền ở nhờ nhà Thanh Tuyền và phải lòng con trai nữ danh ca là Đông Nguyễn. Chỉ sau thời gian ngắn phải lòng nhau, cả hai đã kết hôn và Ngọc Huyền trở thành con dâu của Thanh Tuyền. Cô chuyển sang lĩnh vực ca tân nhạc, tân cổ giao duyên và phát hành DVD những trích đoạn hồ quán tứ đại mỹ nhân, giành được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Ngọc Huyền cũng góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc lớn tại hải ngoại và đi show khắp thế giới. Chồng Ngọc Huyền hiện tại đang kinh doanh ổn định, nhờ đó anh đã bảo được cho gia đình đời sống vững chãi, giúp Ngọc Huyền chuyên tâm làm nghệ thuật. Chính vì sinh ra trong gia đình nghệ sĩ nên chồng Ngọc Huyền rất thấu hiểu về nghề nghiệp và luôn sẵn sàng hỗ trợ vợ hết mình. Mỗi lần Ngọc Huyền đi lưu diễn xa, anh thay vợ quán xuyến nội trợ, chăm lo cho hai con đang tuổi trưởng thành. Dù sinh sống ở Mỹ, nhưng Ngọc Huyền vẫn cố gắng giữ gìn văn hóa Việt Nam. Cô cho con học tiếng Việt và thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Việt với các con. Phía sau nhà Ngọc Huyền là khu vườn rộng, trồng đầy đủ các loại cây ăn quả như bưởi, cam, quýt, thanh long, chanh. Tất cả đều là những cây giống của Việt Nam, nhưng vẫn phát triển tươi tốt trên đất Mỹ, giúp Ngọc Huyền vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Hiện tại Ngọc Huyền đang tận hưởng cuộc sống ổn định. Ngoài ca hát, cô còn kinh doanh mỹ phẩm nên thu nhập khá tốt, song song với đi hát. Với tấm lòng hướng về quê hương, Ngọc Huyền luôn gửi quà và tiền về nước làm từ thiện. Trong đợt dịch bệnh căng thẳng tại Sài Gòn, Ngọc Huyền đã quyên góp nhiều tấn gạo để gửi về. Không chỉ được chồng yêu thương, Ngọc Huyền còn có mối quan hệ rất tốt đẹp với mẹ chồng là danh ca Thanh Tuyền. Luôn được mẹ chồng khen ngợi, dù ở xa nhưng Thanh Tuyền thường xuyên ghé thăm nhà con dâu và ca hát.